bài chẩn đoán và điều trị nhiễm Helicobacter pylori. Đây là bài giảng dành cho sinh viên y đa khoa. Năm thứ tư. Tần suất nhiễm Helicobacter pylori ở châu Á khá là cao, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì tần suất nhiễm lên đến gần 25%, gần đến 70%. Trong trong đó thì là cái tần suất mới mắc là gần 25, có nghĩa là khoảng 25 trên 1.000 người một năm thì bị ung thư dạ dày. Chúng ta thấy cái tần suất mắc bệnh của ung thư dạ dày ở Việt Nam chúng ta khá cao, chỉ sau với Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Về diễn tiến tự nhiên của nhiễm Helicobacter pylori thì khi chúng ta nhiễm Helicobacter pylori á, thì từ tình trạng nhiễm cấp đưa đến tình trạng nhiễm mãn thì sẽ đưa đến một số vấn đề. Thứ nhất đó là viêm dạ dày, chủ yếu ở hang vị. Và khi viêm dạ dày chủ yếu ở hang vị á, thì sẽ đưa đến loét, tá tràng, hoặc là một cái người nhiễm Helicobacter pylori mà không có triệu chứng. Trong cái tình huống này á, thì là tình trạng nhiễm của Helicobacter pylori nó sẽ làm tăng sản xuất axit ở trong dạ dày. Tình huống thứ hai đó là viêm toàn bộ dạ dày mà không có gây viêm teo. Tình huống này thì cũng có thể dẫn đến Ullmann lymphoma hoặc là bệnh nhân chỉ nhiễm nhưng mà không có triệu chứng. Tình huống thứ ba là cái tình huống này nó nghiêm trọng hơn. Trong tình huống này thì là vi khuẩn H. pylori nó làm ảnh hưởng đến sự tiết axit dạ dày và làm giảm cái ngưỡng axit dạ dày, đưa đến cái tình trạng là hoặc là nhiễm Helicobacter pylori không triệu chứng, hoặc là loét dạ dày, hoặc là đưa đến tình trạng chuyển sản ruột intestinal metaplasia, rồi đến loạn sản ruột dysplasia và ung thư dạ dày. Như vậy á, chúng ta nhớ rằng khi một người mà bị nhiễm Helicobacter pylori thì có thể là có hiện tượng tăng tiết axit dạ dày hoặc là hiện tượng giảm tiết. Hiện tượng tăng tiết thì chúng ta liên quan đến vấn đề loét tá tràng, còn hiện tượng giảm tiết dạ dày thì một trong những vấn đề nghiêm trọng chúng ta phải quan tâm đó là tình trạng viêm teo chủ yếu ở thân vị và có thể đưa đến ung thư dạ dày. Những cái tình huống mà nó liên quan đến vấn đề nhiễm Helicobacter pylori như loét tá tràng, chúng ta thấy là đa số gần như trên hơn 95% trường hợp bệnh nhân loét tá tràng thì có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Tương tự như Ullmann lymphoma ở dạ dày, cái vai trò của Helicobacter pylori rất là lớn. Trong khi đó thì loét dạ dày và ung thư dạ dày thì chúng ta thấy là hơn 2/3 trường hợp là bệnh nhân có nhiễm Helicobacter pylori. Như vậy rõ ràng là nhiễm Helicobacter pylori nó đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề gây loét dạ dày, loét tá tràng, u lymphoma ở dạ dày và ung thư dạ dày. Đối với các con đường lây truyền Helicobacter pylori thì con đường chính là lây nhiễm từ người sang người với 5 cái con đường. 5 con đường, trong đó có 3 con đường chính là từ miệng sang miệng, oral, từ dạ dày miệng, gastroral, tức là cái chất mà chúng ta ở lên từ dạ dày lên á, nó có chứa vi khuẩn Helicobacter pylori và nó có thể lây sang người khác qua đường miệng. Đường thứ ba là fecal oral, tức là phân miệng, là 3 con đường lây nhiễm chính từ người sang người. Ngoài ra còn có 2 con đường khác từ người sang người nữa, đó là breastfeeding, tức là qua nuôi con bằng sữa mẹ bị lây nhiễm, hoặc là iatrogenic, tức là thông qua những cái vật dụng nội soi. Ngoài ra người ta còn thấy có những cái con đường không phải từ người sang người mà từ động vật sang người, hoặc là từ những cái rau cỏ có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori sang người thông qua cái nguồn nước mà có bị bộ ô nhiễm cái phân người có chứa Helicobacter pylori.
Là chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori. Chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ làm những cái test chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori cho những người mà nếu test đó dương tính thì chúng ta có chỉ định điều trị. Còn cái test nhiễm Helicobacter pylori hiện nay không được xem như là một cái screening test dùng cho những cái khám sức khỏe định kỳ như hiện nay một số cơ sở y tế vẫn sử dụng. Về chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori thì chúng ta có hai cái nhóm xét nghiệm, hai nhóm test, một cái nhóm là không xâm nhập hay là những cái phương pháp mà chúng ta không sử dụng qua nội soi dạ dày, và nhóm là phương pháp xâm nhập hay là những cái phương pháp chúng ta phải qua nội soi dạ dày. Thì nhóm không xâm nhập thì chúng ta có serology, tức là huyết thanh chẩn đoán. Chúng ta sẽ làm cái kiểm cái IgG ở trong huyết thanh và cái độ nhạy của nó từ 85 đến 92% và độ đặc hiệu khoảng là 80%. Cái serology này chúng ta có thể sử dụng trong những cái tình huống mà chúng ta không làm được những cái test khác trong chẩn đoán ban đầu nhiễm Helicobacter pylori, nhưng chúng ta không sử dụng cái serology này trong xác nhận tiệt trừ, tức là sau khi chúng ta một đợt điều trị nhiễm Helicobacter pylori rồi á thì chúng ta không sử dụng nó để xác nhận xem người này còn bị nhiễm hay không, vì cái kháng thể này nó sẽ tồn tại trong máu bệnh nhân sau khi chúng ta đã diệt trừ thành công Helicobacter pylori lên đến 2 đến 3 năm. Cái xét nghiệm thứ hai đó là urea bleed test, tức là test hơi thở. Test hơi thở thì có độ nhạy độ đặc hiệu khá là cao, trên 95%. Thứ ba là test kháng nguyên trong phân thì độ đặc nhạy cũng cao, 95%, độ đặc hiệu gần 95%. Những cái xét nghiệm mà phải thông qua nội soi, chúng ta bấm sinh thiết và chúng ta thử thì gồm có rapid urea test, tức là test urea nhanh mà thông thường ở các bệnh viện chúng ta hay sử dụng là cái bộ kit là các cloud test. Thì chúng ta thấy độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao, 98-99%. Thứ hai là mô học, có độ nhạy độ đặc hiệu cũng rất cao, trên 95%. Và thứ ba là cấy, cấy từ 70-90% và độ đặc hiệu 100%. Đối với mô bệnh học histology thì thường chúng ta chỉ sử dụng trong những trường hợp mà chúng ta cần sinh thiết những cái sang thương. Thường là những cái sang thương mà chúng ta nghi ngờ tiền ung thư hoặc ung thư, như là chuyển sản ruột, loạn sản ruột hoặc là ung thư sớm. Và khi chúng ta sinh thiết như vậy á thì chúng ta sẽ xem trên kính hiển vi và thấy sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori, chứ chúng ta không sử dụng cái histology này như là một cái test chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori trong những cái tình huống khác. Và cấy cũng vậy, cấy chúng ta mục tiêu là làm kháng sinh đồ, chỉ áp dụng cho những cái tình huống mà chúng ta điều trị đã thất bại hai lần, ít nhất là hai lần trong vấn đề tiệt trừ Helicobacter pylori. Đối với cấy thì độ nhạy nó cũng từ 70-90%, nhưng độ đặc hiệu thì là trên là 100%. Đây là cái tiêu chuẩn vàng trong cái chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori. Đối với huyết thanh chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori thì chúng ta sử dụng để chẩn đoán tình trạng nhiễm mãn. Do đó chúng ta sẽ sử dụng kháng thể IgG thôi ha, chúng ta không sử dụng IgA và IgM. Và phương pháp mà chúng ta sử dụng là ELISA. Chúng ta sử dụng những cái bộ kit mà có độ nhạy độ chính xác trên 90%, tức là những cái bộ kit mà đã được đánh giá, đã được nghiên cứu, đã được nghiên cứu về cái giá trị của cái test đó thì chúng ta mới sử dụng. Và đặc biệt là cái huyết thanh chẩn đoán này nó không bị ảnh hưởng bởi tải lượng vi khuẩn, không bị ảnh hưởng bởi vấn đề sử dụng kháng sinh hiện nay hoặc trước đó, không bị ảnh hưởng bởi sử dụng thuốc kháng tiết, tình trạng chảy máu, tình trạng viêm teo cũng như ung thư dạ dày. Do đó trên lâm sàng các bạn sẽ có thể cho chỉ định huyết thanh chẩn đoán để chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori trong những cái tình huống, đặc biệt là những tình huống mà bệnh nhân có sử dụng kháng tiết rồi, sử dụng kháng sinh rồi ha, hoặc là những tình huống là bệnh nhân đang bị xuất huyết hoặc đang xuất huyết tiêu hóa, mới xuất huyết tiêu hóa trong vòng vài tuần thì các bạn có thể sử dụng cái test này. Chúng ta qua cái urea rapid test và urea bleed test, tức là test urea nhanh
Đối với cái test urea nhanh này á, thì chúng ta sẽ nội soi và chúng ta bấm sinh thiết, thường là hai mảnh, một mảnh ở hăng vị, một mảnh ở thân vị. Và chúng ta sẽ đưa vào trong một cái mẫu, cái mẫu mà nó trong đó, cái dung dịch mà trong đó có chứa ure, để cái men urea nó sẽ kết hợp với ure, nó phân hủy ure thành ammonium và CO2, để làm đổi màu thuốc, đổi màu cái dung dịch thử. Đối với cái test hơi thở, cái test hơi thở là chúng ta cho người bệnh uống một cái viên thuốc mà có chứa một lượng nhỏ ure có gắn C13 hoặc C14, thì Helicobacter pylori này nó sẽ tiết ra một cái men, đó là cái urea ở trong dạ dày. Thì nếu mà có sự hiện diện của H. pylori, tức là sự hiện diện của men urease, thường là chỉ H. pylori giai đoạn hoạt động thôi, thì nó sẽ nhanh chóng phân hủy cái ure C14, C13 này thành ammoniac và CO2. Và cái CO2 này là CO2 có C13, C14 phóng xạ. Và cái tính phóng xạ này nó sẽ nhanh chóng nó di chuyển vào máu và đi tới phổi, và chúng ta sẽ phát hiện được qua khí thở ra. Đó là cái nguyên lý hoạt động của cái test urea nhanh, của cái test hơi thở. Còn đây là một cái test urea nhanh. Thì hồi nãy tôi cũng nói mắc bạn rồi ha. Đối với test urea nhanh á, thì cái bộ kit mà thường sử dụng trên các bệnh viện đó là CloTest. Thì cái test này nó cũng dựa trên một cái men urea do H. pylori tiết ra trong dạ dày. Và chúng ta phải sinh thiết hai mẫu, thường là sinh thiết hai mẫu. Và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đổi màu cái mẫu thử của chúng ta ha. Cái mẫu trước là chúng ta thấy màu vàng á, nó sẽ chuyển sang màu hồng tím hoặc màu đỏ. Và cái kết quả đọc của cái test urea nhanh này á, thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đối với tất cả những cái test như urea nhanh, test hơi thở, kháng nguyên trong phân và cấy á, thì chúng ta phải cho bệnh nhân ngưng kháng sinh tối thiểu là 4 tuần lễ, thuốc ức chế bơm proton tối thiểu là 14 ngày, ức chế thụ thể H2 là 7 ngày, antacid hoặc là sucralfate thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống mà không cần phải ngưng. Và chúng ta nhớ là để chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori thì chúng ta có thể sử dụng huyết thanh chẩn đoán, nhưng mà để xác nhận tiệt trừ Helicobacter pylori chúng ta không sử dụng huyết thanh chẩn đoán, chúng ta có thể sử dụng test urea nhanh, tức là CloTest, test hơi thở hoặc kháng nguyên trong phân. Như vậy á, để tóm tắt lại thì những cái test dùng để chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori ở ban đầu á, thì chúng ta có tất cả là 6 6 6 cái test. Nhưng mà thông thường nhất là các bạn sẽ sử dụng là huyết thanh chẩn đoán, test urea nhanh tức là CloTest và test hơi thở. Cái kháng nguyên trong phân thì thường hiện nay á, trên lâm sàng thì cũng rất là ít cơ sở nó có làm cái test này. Và thứ hai nữa là cái kháng nguyên trong phân thì chúng ta phải lấy phân nữa, do đó nó khá là phiền phức. Do đó thường là chúng ta thấy là các bác sĩ ít khi cho chỉ định làm kháng nguyên trong phân. Trong những cái tình huống mà đang xuất huyết tiêu hóa, hoặc là trong thời gian gần đây mới xuất huyết tiêu hóa, hoặc là bệnh nhân đang sử dụng kháng sinh, bệnh nhân đang uống thuốc kháng tiết, mà chúng ta cần cần phải làm xác nhận có nhiễm Helicobacter pylori hay không, thì chúng ta chỉ sử dụng được đó một cái test, đó là huyết thanh chẩn đoán. Còn cấy thì chúng về histology thì tùy tình huống đặc biệt, cấy chỉ áp dụng trong cái tình huống là có thất bại hai lần tiệt trừ Helicobacter pylori với hai phác đồ. Và histology tức là mô học mình chỉ áp dụng cho những cái trường hợp mà chúng ta cần phải sinh thiết dạ dày, đối với những cái sang thương mà chúng ta nghi ngờ bị ung thư hoặc là chuyển sản vân vân. Như vậy tùy cái tình huống cụ thể mà chúng ta có thể cho bệnh nhân làm chỉ định làm xét nghiệm nào ha. Nếu bệnh nhân này có chỉ định nội soi dạ dày tá tràng thì ngay từ đầu chúng ta có thể làm luôn nội soi để chúng ta phát hiện tầm soát nhiễm Helicobacter pylori luôn bằng test urea nhanh. Thì chúng ta qua một cái slide nó của cái Maastricht 4, tức là đồng thuận của Maastricht 4 Florence. Đồng thuận này á thì là đồng thuận thứ năm chứ, đồng thuận thứ tư thì cách đây 4 năm rồi, và đây là đồng thuận thứ năm. Đồng thuận về vấn đề chẩn đoán và nhiễm và điều trị Helicobacter pylori. Ở đồng thuận thứ năm này thì nó
bao gồm một cái cuộc đồng thuận của 43 expert, tức là những cái chuyên gia trên thế giới từ 24 nước, họ họp lại là Maastricht để họ đưa ra cái đồng thuận này. Và đây là một cái đồng thuận rất là nổi tiếng và chúng ta thường là áp dụng trong vấn đề điều chẩn đoán và điều trị nhiễm Helicobacter pylori. Thì ở tuyên bố thứ hai thì cái đồng thuận này là nói rằng là thuốc ức chế bơm proton nên ngưng tối thiểu 2 tuần trước khi làm test nhiễm Helicobacter pylori. Kháng sinh bismuth, mấy chị nhớ nha, vừa kháng sinh vừa bismuth thì phải ngưng tối thiểu 4 tuần trước khi làm test. Đây là những cái test như là test hơi thở này, test urea nhanh này, như clot test, cấy này hoặc mô học, kể cả kháng nguyên trong phân đều phải phải tuân thủ những cái điều kiện này. Cái tuyên bố thứ ba là trong thực hành lâm sàng nếu có chỉ định nội soi mà không có chỉ định sinh mà không có chống chỉ định sinh thiết á, thì chúng ta nên làm test urea nhanh như là một cái test được chẩn đoán được ưu tiên đầu tiên, tức là clot test đó. Và trong trường hợp cái test này dương tính thì chúng ta khởi đầu điều trị. Và khi chúng ta làm cái urea test nhanh này á, là test urea nhanh này thì chúng ta sẽ sinh thiết một mẫu ở thân vị và một mẫu ở hãn vị. Tuy nhiên, sau khi chúng ta điều trị diệt trừ Helicobacter pylori rồi, chúng tôi muốn xác nhận xem là chúng ta đã thành công hay chưa, mà bệnh nhân này không còn chỉ định để nội soi nữa thì chúng ta không sử dụng urea test rapid urea test này nữa để xác nhận diệt trừ Helicobacter pylori sau khi điều trị. Mà lúc này chúng ta sẽ sử dụng những cái test không xâm nhập, ví dụ như là test hơi thở hoặc kháng nguyên trong phân. Chúng ta qua phần điều trị nhiễm Helicobacter pylori. Đây là những khuyến cáo hay những cái đồng thuận về điều trị nhiễm Helicobacter pylori gần đây trong vòng 5 năm. Đó là đồng thuận toàn cầu Kyoto năm 2015, đồng thuận ở Thái Lan trong năm 2015, đồng thuận của ASEAN năm 2015, của Toronto năm 2016, của Maastricht năm Florence năm 2016, và của Mỹ ACG, tức là American College of Gastroenterology, trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2017. Thì cái khác biệt của các đồng thuận này so với trước đây như thế nào? Về chỉ định điều trị á, thì cái Maastricht 5 này cơ bản thì giống Maastricht 4, nhưng mà thêm cái chỉ định điều trị đối với tình trạng thiếu vitamin B12 mà chúng ta không rõ nguyên nhân. Còn đối với ACG 2017 á, thì thêm một cái chỉ định là chúng ta có thể điều trị diệt trừ Helicobacter pylori đối với những cá nhân không có triệu chứng nhưng họ có nguyện vọng điều trị hoặc thành viên trong gia đình bị ung thư dạ dày. Và thời gian điều trị cho tất cả phác đồ trong cái khuyến cáo trong cái đồng thuận mới á, là 14 ngày, trừ trường hợp là chúng ta có những cái nghiên cứu mà cái phác đồ này là tốt, tức là phải hiệu quả phải trên 90% trong vòng 10 ngày ở ngay cái khu vực đó. Về phác đồ thì cái chọn lựa đầu tiên tùy thuộc vào tình trạng kháng clarithromycin trước đây á, là 15 đến 20%, trên 15 20%, thì bây giờ họ chọn một con số thôi, đó là chọn lựa tùy thuộc vào tình trạng kháng clarithromycin trên 15%. Các phác đồ trước đây được khuyến cáo nhưng hiện nay không được khuyến cáo nữa, đó là phác đồ nối tiếp ha, như Maastricht 5, như đồng thuận Toronto 2016. Và chúng ta có thêm một cái phác đồ 4 thuốc có levofloxacin. Trước đây chúng ta chỉ có phác đồ 3 thuốc có levofloxacin thôi. Đó là theo cái đồng thuận Maastricht 5. Về chỉ định điều trị thì chúng ta theo cái đồng thuận của Maastricht 5 thì gồm khó tiêu chức năng. Khó tiêu chức năng là functional dyspepsia, tức là một trong những cái rối loạn chức năng rất là thường gặp của đường tiêu hóa trên. Thứ hai là loét dạ dày tá tràng, thứ ba là viêm dạ dày, thứ bốn là u lympho man, thứ năm là những người sử dụng aspirin hoặc NSAID kéo dài mà có cái tiền căn bệnh lý dạ dày tá tràng, thứ sáu là sử dụng thuốc ức chế bơm proton kéo dài. Thường có hai tình huống chúng ta hay sử dụng thuốc ức chế bơm proton kéo dài, đó là chúng ta sử dụng phòng ngừa loét và các biến chứng của loét trên bệnh nhân sử dụng aspirin hoặc NSAID mà có tiền căn bệnh lý dạ dày. Thứ hai là những nhóm mà bệnh nhân bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì đôi khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế proton kéo dài ở đây là trên 12 tuần. Những người bị thiếu máu, thiếu sắt, thiếu vitamin B12 không rõ nguyên nhân và ban xuất huyết, giảm tiểu cầu vô căn. Ngoài ra theo cái đồng thuận của ACG năm 2017, chúng ta có thêm một chỉ định nữa, đó là những người nhiễm Helicobacter pylori không triệu chứng nhưng họ có nguyện vọng điều trị hoặc có thành viên trong gia đình bị ung thư dạ dày. Khi chúng ta điều trị thành
Helicobacter pylori thì có một số cái yếu tố ảnh hưởng đến cái hiệu quả của các phác đồ điều trị. Đối với con người, tức là ký chủ, host fetus, thì đó là cái sự tuân thủ về điều trị là cái yếu tố chính. Ngoài ra còn có những cái yếu tố khác như vấn đề tăng tiết axit dạ dày, vấn đề tính đa hình kiểu gen của SHP 450, tình trạng loét dạ dày tá tràng, hoặc là những tình trạng cái kiểu viêm dạ dày, béo phì hút thuốc. Còn cái yếu tố liên quan đến vi khuẩn quan trọng nhất đó là tình trạng kháng thuốc, đề kháng kháng sinh nguyên phát. Ngoài ra nó còn tùy còn một số yếu tố ảnh hưởng nữa như là cái tải lượng vi khuẩn ở trong dạ dày, cái dạng cầu khuẩn của Helicobacter pylori. Chúng ta biết Helicobacter pylori là dạng xoắn khuẩn hết. À, tình trạng cát A, vân vân. Về cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh Helicobacter pylori ở Việt Nam chúng ta thì theo một số nghiên cứu là chúng ta thấy là cái tỷ lệ đề kháng khá là cao, đặc biệt clarithromycin là một cái kháng sinh chính trong cái phác đồ gọi là phác đồ ba thuốc chuẩn trước đây là lên đến 33%, metronidazole lên là gần 70%, đặc biệt là levofloxacin là một cái nhóm kháng sinh mà được sử dụng các phác đồ sau khi thất bại phác đồ đầu tiên. À, thì cũng có đề kháng khá là cao lên đến 18,4%. Có tetracycline và amoxicycline thì chúng ta thấy cái tỷ lệ đề kháng rất là thấp. À, theo một cái nghiên cứu khác của Phan Trung Nam thì cái tỷ lệ đề kháng levofloxacin còn cao hơn nữa lên đến 41,3%. À, tetracycline và rifabutin theo cái nghiên cứu này thì không xác định. Ngoài ra còn có cái tình trạng đa đề kháng, tức là Helicobacter pylori đề kháng đến 2 đến 3 loại kháng sinh. Ví dụ như theo nghiên cứu này của tác giả Phan Trung Nam thì là tỷ lệ đề kháng clarithromycin với levofloxacin là 5,4% đề kháng cả hai thuốc này. Đề kháng đôi cả clarithromycin và metronidazole là 15,2%. Chúng ta thấy vượt trên 15%. Levofloxacin metronidazole là 19,6%. Và đề kháng luôn cả ba kháng sinh clarithromycin, levofloxacin và metronidazole lên đến 15,2%. Điều đó chứng tỏ rằng là cái tình trạng này đề kháng là một cái vấn đề hiện nay rất là thách thức và một vấn đề rất là nghiêm trọng. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các phác đồ điều trị và chúng ta phải chọn lựa các phác đồ điều trị trong cái tình huống đề kháng ở Việt Nam. Như vậy theo phát Maastricht 5 thì tùy thuộc vào cái tình trạng đề kháng clarithromycin cao trên 15 hay dưới 15% mà chúng ta sẽ chọn những cái phác đồ ưu tiên đầu tay. Ví dụ như đề kháng trên 15% á thì là chúng ta nếu chúng ta xét đến cái đề kháng của metronidazole, nếu mà kháng cả metronidazole và clarithromycin ở mức thấp thì chúng ta có thể sử dụng phác đồ bốn thuốc có bismuth hoặc không có bismuth. Đề kháng metronidazole thấp thì chúng ta có thể sử dụng phác đồ ba thuốc PPI, amox và metronidazole. Tuy nhiên trong tình huống mà kháng cả metronidazole và clarithromycin ở mức cao trên 15% như ở nước ta thì phác đồ chọn lựa đầu tay là phác đồ bốn thuốc có bismuth. Tình trạng đề kháng clarithromycin bao gồm cả những cái dân số, cả những cái người mà trước đây sử dụng clarithromycin hoặc metronidazole. Nếu những cái người mà đã sử dụng cả clarithromycin và metronidazole thì được xem như nguy cơ kháng cả hai kháng thuốc trên và lúc đó chúng ta chọn phác đồ bốn thuốc có bismuth. Trong tình huống bismuth không có sẵn thì chúng ta có thể thay thế bằng phác đồ 3 hay 4 thuốc levofloxacin, rifaputin và phác đồ kép liều cao bao gồm PPI và amoxicillin. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam do cái tỷ lệ cho tới cái tần suất nhiễm lao của chúng ta còn cao
Do đó chúng ta hạn chế, gần như là không được khuyến cáo sử dụng rifabutin để tránh cái hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn lao. Đây là cái nhóm phác đồ. Cái phác đồ chúng ta chọn lựa trong tình trạng đề kháng cả metronidazole và azithromycin trên 15%. Cái phác đồ 4 thuốc có bismuth thì chúng ta sẽ sử dụng 4 thuốc là PPI, bismuth, metronidazole hoặc tinidazole và tetracycline. Với cái liều PPI là liều chuẩn nhân 2 lần một ngày, đây là cái liều cho tất cả các phác đồ diệt trừ Helicobacter pylori. Chúng ta sử dụng liều chuẩn 2 lần một ngày, uống trước khi ăn 30 đến 60 phút bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng trong ngày. Bismuth substitrate thì chúng ta sử dụng 420 mg 4 lần một ngày. Tuy nhiên có những cái loại bismuth khác thì tùy theo cái loại bismuth mà chúng ta có cái liều lượng và cái cách uống khác nhau. Metronidazole và tinidazole các bạn sử dụng 500 mg nhân 3 lần một ngày, các bạn nhớ liều tối thiểu là 1.500 mg. Vì cái tình trạng kháng metronidazole rất là cao, chúng ta thấy lên đến 70%. Do đó chúng ta phải sử dụng liều cao để chúng ta có thể overcome, vượt qua cái đề kháng của metronidazole, là chúng ta phải sử dụng liều 500. Hiện nay chúng ta sẽ thấy còn thấy những cái bác sĩ họ kê toa liều metronidazole chỉ là 1.000 mg một ngày đối với phác đồ 4 thuốc có bismuth. Thì đối với cái liều như vậy á, thì cái hiệu quả của phác đồ 4 thuốc có bismuth sẽ giảm, tại vì nó sẽ gây rất hiện tượng đề kháng metronidazole. Đối với tetracycline là 500 mg 4 lần một ngày và chúng ta sử dụng thời gian là 14 ngày. Theo cái đồng thuận của Toronto trong điều trị nhiễm Helicobacter pylori ở người lớn thì phác đồ có 4 thuốc có bismuth thì các bạn thấy cũng tương tự như vậy thôi. Tức là PPI liều chuẩn bismuth thì là một cái liều cơ bản 4 lần một ngày. X này tùy thuộc vào công thức của bismuth. Metronidazole các bạn thấy 500 mg 3 đến 4 lần một ngày, tối thiểu vậy là 3 lần một ngày. PPI liều chuẩn 2 lần một ngày. Nhớ là uống trước khi ăn các bạn nha, trước khi ăn 30 đến 60 phút và uống 30 phút sau ăn, thì ăn phải có chất đạm để nó kích thích tiết axit. Tetracycline 500 mg 4 lần một ngày ha, 4 lần một ngày chúng ta không sử dụng. 1.000 mg 2 lần một ngày. Đối với các phác đồ khác mà không phải phác đồ 4 thuốc có bismuth, các phác đồ khác không phải phác đồ 4 thuốc có bismuth thì các bạn để ý ở cái liều. Amoxicillin 1.000 mg 2 lần một ngày, clarithromycin 500 mg 2 lần một ngày, levofloxacin các bạn sử dụng 500 mg 1 lần một ngày thôi ha. Metronidazole với các phác đồ khác thì có thể sử dụng 500 mg 2 lần một ngày thay cho 3 lần một ngày như phác đồ 4 thuốc có bismuth. PPI liều chuẩn 2 lần một ngày và rifabutin 150 mg 2 lần một ngày. Rồi cái liều X của cái bismuth thì tùy thuộc vào cái công thức. Ví dụ bismuth subsalicylate thì mình dùng 260 mg một viên nhân 4, 2 viên nhân 4 là một ngày. Colloidal bismuth substitrate tức là trimol đó là 120 mg 2 viên nhân 2 hoặc là một viên nhân 4, vân vân. Đây là cái liều chuẩn của cái thuốc ức chế bơm proton. Đối với isomeprazole liều chuẩn nó là 20 mg, mấy bạn sử dụng 20 mg một viên nhân 2 lần một ngày hay là 40 mg một lần một ngày cũng được. Lansoprazole là 30 mg 2 lần một ngày, omeprazole 20 mg 2 lần một ngày, pantoprazole 40 mg 2 lần một ngày và rabeprazole là 20 mg 2 lần một ngày. Đối phác đồ 3 4 thuốc levofloxacin, phác đồ 3 thuốc levofloxacin chúng ta PPI vẫn là liều chuẩn 2 lần một ngày, amox là 1 g 2 lần một ngày và levofloxacin là 500 mg 1 lần một ngày. Đối với phác đồ 4 thuốc có levo thì chúng ta vẫn sử dụng 3 cái thuốc này cộng thêm một thứ đó là bismuth. Bismuth hiện nay được xem như là một cái thuốc mà không có sự đề kháng của Helicobacter pylori. Và phác đồ này cũng như phác đồ 4 thuốc có bismuth là chúng ta sử dụng 14 ngày. Phác đồ các liều cao sử dụng 2 thuốc rabeprazole 20 mg 4 lần một ngày, amoxicillin 750 mg 4 lần một ngày. Trong trường hợp chúng ta không có amoxicillin đô 250 mg một viên thì chúng ta sẽ sử dụng viên 500 mg, lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là 2 viên nhân 4 lần một ngày, tức là 1.000 mg 4 lần một ngày. Và chúng ta nhớ các khoảng cách của mỗi lần uống tối thiểu là từ 5 giờ. Các bạn không thể cho uống cách nhau 3-4 giờ hoặc là khi sáng, trưa, chiều, tối bệnh nhân muốn uống lúc nào thì uống, thì lúc đó cái hiệu quả của phác đồ này sẽ không cao và giảm đi rất là nhiều. Và thời gian điều trị là 14 ngày. Chúng ta qua những cái tuyên bố của Maastricht. Đối với PAS 5 á, thì tuyên bố thứ nhất về thời gian điều trị, các bạn nhớ là thời gian điều trị là 14 ngày. 14 ngày trừ khi á, là chúng ta có những cái nghiên cứu chứng minh rằng cái liệu pháp đó 10 ngày có hiệu quả.
Tuyên bố 8, thời gian điều trị 4 thuốc. Có bismuth hay không bismuth gì, tuyên bố 5 và 8 đều sử dụng 14 ngày các bạn. Tuyên bố 12, sau khi chúng ta thất bại với phác đồ 4 thuốc có bismuth, ta phác đồ đầu tay của mình đó, trong tình trạng mà đề kháng cả clarithromycin và metronidazole trên 15%, thì chúng ta bước qua phác đồ chọn lựa kế tiếp là phác đồ 3 hay 4 thuốc chứa fluoroquinolone, tức là phác đồ 3 hay 4 thuốc có levofloxacin. Tuy nhiên ở những cái vùng mà có đề kháng quinolone cao á, thì các bạn rất là cẩn thận, là có khả năng coi chừng phác đồ 3 thuốc có bismuth của mình, 3 thuốc có levofloxacin của mình là nó giảm cái hiệu quả. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp bismuth với kháng sinh khác hay rifaputin, nhưng mà rifaputin thì trong tình hình ở Việt Nam chúng ta cũng không được khuyến cáo sử dụng. Như vậy các bạn thất bại phác đồ 4 thuốc có bismuth, mấy bạn có thể sử dụng 3 hay 4 thuốc có levofloxacin. Tuy nhiên là tốt nhất mấy bạn có thể sử dụng luôn 4 thuốc có levofloxacin, tức là 3 thuốc cộng với bismuth. Tuyên bố 14, sau khi thất bại phác đồ 4 thuốc không có bismuth thì phác đồ 4 thuốc có bismuth hay phác đồ 3 thuốc hay 4 thuốc levofloxacin khi được khuyến cáo. Tức là trước đây á, bệnh nhân đã sử dụng phác đồ 4 thuốc không có bismuth rồi, hay phác đồ 3 thuốc chuẩn, vân vân, phác đồ nào cũng được mà không thành công, thì chúng ta sử dụng 4 đồ phác đồ 4 thuốc có bismuth, hoặc là chúng ta sử dụng phác đồ 3 hay 4 thuốc có levofloxacin để chúng ta điều trị lại cho bệnh nhân. Trong trường hợp chúng ta thất bại 2 lần, thất bại 2 lần ở đây là thường là thất bại phác đồ 4 thuốc có bismuth và thất bại luôn là phác đồ 3 hay 4 thuốc có levofloxacin á, thì chúng ta cho bệnh nhân cấy và làm kháng sinh đồ, xác định phân tử về đề kháng kiểu gen. Thì cái phác đồ mà chúng ta chọn lựa dựa vào cái kết quả cấy thì gồm có PPI, bismuth và hai kháng sinh mà chúng ta chọn lựa trên cái kháng sinh đồ. Và đặc biệt là hai kháng sinh này chúng ta để ý xem, tốt nhất là những cái kháng sinh mà bệnh nhân chưa được sử dụng trước đây. Về tóm tắt điều trị á, là ở vùng có đề kháng clarithromycin và metronidazole trên 15% như ở Việt Nam á, thì cái phác đồ khuyến cáo đầu tay, chọn lựa đầu tay đó là 4 thuốc có bismuth. Trong tình huống chúng ta không sử dụng được phác đồ 4 thuốc bismuth vì không có bismuth, hoặc là phác đồ 4 thuốc có bismuth có tác dụng phụ quá là nhiều, bệnh nhân không thể sử dụng được, thì chúng ta sử dụng phác đồ thay thế là 3 hay 4 thuốc có levofloxacin hoặc phác đồ kép liều cao. Trong tình huống chúng ta thất bại với những phác đồ trước đó mà chúng ta chưa sử dụng phác đồ có 4 thuốc có bismuth thì chúng ta bước tiếp tục là sử dụng phác đồ 4 thuốc có bismuth. Trong trường hợp chúng ta thất bại với một hai lần với các phác đồ trước đó mà thất bại luôn cả phác đồ 4 thuốc có bismuth thì chúng ta chuyển qua phác đồ 3 hay 4 thuốc có levofloxacin, và tôi khuyên em sử dụng phác đồ 4 thuốc có levofloxacin nếu trước đây bệnh nhân chưa được sử dụng. Trong tình huống bệnh nhân đã thất bại 2 lần rồi, cả phác đồ 4 thuốc có bismuth và phác đồ 3 hay 4 thuốc levofloxacin, thì bắt buộc chúng ta phải cấy và làm kháng sinh đồ. Và dưới đây là những cái câu hỏi lượng giá các bạn có thể tự làm, rất là dễ nếu mà chúng ta nắm vững bài học. Và nếu mà có thắc mắc, các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi giải đáp thắc mắc.